Chào cả nhà, chúc cả nhà ngày mới vui vẻ bình an. Mình đi hái xà lách vô ăn rất là tát tiếp. Cây này hổm là mình tét nè, tét mang vô mình đổ nước xèo. Thùng này được 3 cây xà lách, mình tét cũng được mấy lần rồi, 3 lần là lần thứ 4 rồi. Thùng này là 3 cây. Tét xong cái mình tưới nước thôi. Ăn cũng mấy đợt nữa. Cũng có 2 đợt nữa. Khá to nữa nha. Mình trồng gì chứ mình ăn cũng không hết. Nhà mình ăn cũng không hết. Mà mình không tét thì nó già, nó nhiều, nó già. Mình thích tét. Cái này chắc mình ăn còn tét chừng 2 lần nữa là nó trổ bông rồi. Đây là được một rổ nè cả nhà. Nè, mới sáng rồi. Đây mình cắt rau măng luôn. Rau măng tốt. Nên mình đổ miếng xèo, mình cắt hết luôn cho nó ra cái cành non. Mình cắt xong cái mình vô đất luôn. Để lại đi phần non. Có cái tổ mát chút mình bứng ra mình trồng luôn. Cắt xong còn mình vô đất này. Một rổ luôn nè cái này. Đây hẹ. Mình cắt vô mình có một tay, một cái khó. Hết luôn rồi mình vô đất luôn. Cắt xong mình vô đất đó. Và từ sau nó nên lẻ nó nhỏ hết cho dền nữa. Bây giờ này nấu canh ăn cũng ngon lắm. Cắt hết đi cho hẹ nó tốt. Nhỏ hết cho dền nữa. Vô đất cũng luôn. Cái nước cũng mỏng. Trời ơi, trời có gió. Rau măng cũng vậy luôn. Cho nó tí xíu đất. Mình bứng cái cây tomat ra. Cho nó đất một trời. Đây, một rổ rồi. Đây là xà lách mình mới trồng được sao nè. Qua mình cũng mới tét những cái lá hư đó. Mới trồng được sao. Rồi cái ớt của mình nay nó cũng ra bông mà. Để ra lá rồi mà chuẩn bị ra bông rồi. Cái ớt là hồi năm rồi mình để
ra bông, sắp sửa ra bông rồi. Còn đây là cây đậu que của mình, đây có cái thùng xà lách luôn nè. Trời, cái nhà thấy mùa tưới lên quá trời nè. Trong đó nó có hộp á, mình đổ xuống luôn, cái nó dở lên quá trời. Tươi râu lắm cả nhà, 5-6 tháng mới lên. Đây là cây đậu que của mình nè. Mình trồng cũng trồng nó không được tốt nữa cả nhà. Nè có trái nè cả nhà. Trái nhỏ xíu nè. Đó. Cây đậu que. Còn này là quế. Cái này cái ớt này tốt luôn. Nè, đây mình trồng xà lách nhiều, đây cây nữa nè, phải ăn đâu có hết cả nhà. Đây là ngò rí nè. Đây mới sáng sớm. Đây cây sống đời, đây bông đẹp lắm cả nhà. Đây bạc hà của mình nay cũng lên rồi nè. To rồi. Đây tùng này cũng có xà lách luôn nè, cái bông của mình này nó ra bông rồi nè, sống đời đó. Cái nhà thấy đẹp không? Đây mình ngắt mất cái đọt này luôn. Là tí tô nhật cái nhà. Mình ngắt nó vô hồi mình ăn ấm xèo luôn. Cái này tốt nha. Đây là cái hành khổng lồ nhà mình. Khổng lồ luôn này cả nhà. Đây là díp cá bữa mình cắt mới rồi. Cái này chứ bữa hôm kia mình cắt mới rồi. Là 2 năm rồi cả nhà, cái hành này là 2 năm rồi nè. Cái hành khổng lồ. Rồi. Chào cả nhà, hẹn cả nhà vào clip sau.